Chứ gì nên biết Nắm bắt được pháp môn này Là chúng ta nắm bắt được cơ hội Duyên mà làm Phật trong cõi đời này Khó được hơn bất cứ điều gì Trước là đem thế giới Tây Phương cực lạ Như bây giờ gọi là làm visa Thủ tục đều làm xong Chúng ta mới học tiếp những kinh luận khác không sao, chúng ta tùy thời có thể đi, chúng ta thật sự có thể đi. Học hay không học đều không sao. Vì visa này chưa làm xong là không được. Chúng ta có nắm chắc đường giảng sanh thế giới cực lạc chăng? Lắc đầu, không nắm chắc. suy chế hội. Như vậy làm sao được Nên lúc này ngay ở đây làm visa Để đến thế giới Tây Phương cực lạ là... Hy vọng mỗi người đều có thể làm được Như vậy là yên tâm